Thưa quý vị, 30 tỷ đồng một mét vuông, một mức giá trả giá chưa từng thấy diễn ra tại phiên đấu giá đất ở Sóc Sơn, Hà Nội cuối tuần qua đã gây xôn xao dư luận. Như quý vị cũng đã biết, tại các khu vực đất vàng, đắc địa trung tâm phố cổ Hà Nội hay ven Hồ Tây chỉ mới từng được giao bán từ 1 đến 2 tỷ đồng trên một mét vuông. Còn đây lại là một khu đất đấu giá nằm ở khu vực thôn xóm của huyện Ngoại Thành. Rõ ràng 30 tỷ đồng một mét vuông là mức giá không tưởng. Điều gì đã xảy ra tại phiên đấu giá này? Ngày 29 tháng 11, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn tổ chức đấu giá 58 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến. Các lô đất có giá khởi điểm hơn 2,4 triệu đồng một mét vuông. Như vậy, tiền đặt trước tương ứng là 223 cho đến 550 triệu đồng một lô. Theo quy chế, cuộc đấu sẽ diễn ra tối đa và kết thúc sau 6 vòng bắt buộc. Tuy nhiên, điều bất thường đã xảy ra ở vòng đấu thứ 5. Đó là một khách hàng đã trả giá cho 3 lô đất tới mức là 30 tỷ đồng một mét vuông. Và đến vòng 6, vòng cuối cùng để xét giá chúng, thì đồng loạt không trả giá. Điều này khiến 36 trong tổng số 58 lô đất đấu giá không thành, buộc huyện Sóc Sơn phải tổ chức đấu giá lại các lô này trong tháng 12 này. Vâng, trên thực tế, hoạt động đấu giá đất là để các địa phương thu ngân sách và tạo điều kiện cho người dân tiếp cận được với đất ở. Thế nhưng diễn biến tại phiên đấu giá vừa qua tại huyện Sóc Sơn đã gây bức xúc cho những người tham gia. Và thậm chí là ngay sau đây, quý vị có thể nhìn lên màn hình ạ, ở bên cạnh tôi đây. Một khách hàng còn ghi vào trong cái phiếu trả giá dòng chữ rất lớn với nội dung là tôi sợ quá, xin rút. Nhiều ý kiến bình luận cho rằng là phải chăng các đối tượng trả giá không tưởng này đã coi cuộc đấu giá đất như là một trò đùa. Và ngay trong ngày hôm nay thì phóng viên Hoàng Nga đã có mặt tại Sóc Sơn để ghi nhận các thông tin liên quan. Đây chính là khu vực có 3 lô đất đã bị trả giá lên tới 30 tỷ đồng một mét vuông. Xin nhấn mạnh là một mét vuông. Tại huyện Sóc Sơn vào cuối tuần vừa qua. Chia sẻ với chúng tôi thì nhiều người trực tiếp tham gia phiên đấu giá hôm đó cho rằng có hành vi phá cuộc đấu giá và gây ảnh hưởng tới rất nhiều bên liên quan. Và hậu quả trước mắt là 36 lô đất ở đây sẽ phải đấu giá lại trong thời gian tới. Đã vài ngày trôi qua, nhưng những người dân sống tại Sóc Sơn, đồng thời cũng là các khách hàng trực tiếp tham gia buổi đấu giá, vẫn chưa hết bức xúc về hành vi của đối tượng trả giá cao bất thường, rồi ngang nhiên không đấu tiếp ở vòng cuối cùng. Họ thổi nó không phải là thổi đơn giản mà thổi thành siêu bão chứ không phải là ấy. Giá nó cao quá. Bởi vì nói chung là Việt Nam mình làm gì có những cái lô đất 1 mét lên đến 30 tỷ. Đã đi đấu là ai cũng muốn trúng thôi. Vừa mất thời gian vừa mất tiền cả một ngày ngồi ở đấy chán lắm chứ không phải ấy đâu. Nên mong sao các cơ quan chức năng có biện pháp như nào cho nó hợp lý. Rất là bức xúc. Vì cái giá trị thực thì nó không thể bao giờ lên được như thế. Và cái giá trị này thì có lẽ là cũng phải đỉnh điểm của Việt Nam rồi. Cả thế giới cũng không có. Thì cũng mong muốn là cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ cái sự việc này là nguyên nhân như thế nào. Thì sau khi công bố thì cả hội trường trở nên là hỗn loạn và bức xúc của người dân đối với lại đối tượng này. Và đều khẳng định rằng là đây là hành vi cố tình phá hoại cuộc đấu giá và làm cho những người khác là hàng trăm người là bức xúc. Thì Trung tâm Phát triển Quỹ đất với lại công ty đấu giá đã lập tức trấn an các khách hàng khác. Được biết, giá đất trong dân tại xung quanh khu vực đấu giá chỉ dao động từ 25 đến 30 triệu đồng một mét vuông. Trong khi đó, tại phiên đấu, có những lô được trả giá lên tới hơn 100 triệu đồng một mét vuông. Đỉnh điểm có 3 lô được cùng một người trả lên 30 tỷ đồng một mét vuông. Lãnh đạo huyện Sóc Sơn cho biết, dấu hiệu phá rối cuộc đấu giá liên quan đến một nhóm gồm 6 khách hàng đến từ huyện Đông Anh, Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh. Vâng, việc trả giá thật cao rồi không tham gia trả giá vào cuối cùng đã khiến cho phiên đấu giá mất rất nhiều công sức được tổ chức, trở nên thất bại, đang trở nên đáng lo ngại. Bởi theo thông tin chúng tôi nhận được ngay sau phiên đấu giá bất thường tại huyện Sóc Sơn, thì cũng vào cuối tuần qua, tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, 22 lô đất tại thôn Văn Quán, xã Đỗ Động cũng đấu giá bất thành. Được biết, tại phiên đấu giá lần này ở Thanh Oai, các vòng đấu đầu tiên vẫn diễn ra bình thường. Đến vòng thứ 8 khi giá trả cao nhất ở mức là 70,3 đến 80,3 triệu đồng một mét vuông, thì khách hàng đồng loạt bỏ cuộc, không trả giá tiếp nên các lô đất đấu giá không thành công. Như vậy là một kịch bản khá giống với vụ việc ở Sóc Sơn, chỉ có điểm khác là giá không bị đẩy lên 30 tỷ đồng một mét vuông mà thôi. Và theo nhận định từ các chuyên gia trong hoạt động đấu giá tài sản, nếu như mà người nào không có nhu cầu, không có khả năng thanh toán tiền để nhận đất sử dụng, không muốn mua nhưng mà vẫn tham gia đấu giá, trả giá cao rồi bỏ cọc, bỏ đấu giá đất khiến cho cuộc đấu giá không thành công, phải tổ chức đấu giá lại là một hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật và là hành vi gây rối trật tự công cộng.
đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Sóc Sơn cho biết, phiên đấu giá tổ chức từ sáng sớm tới 20 giờ tối thì xảy ra sự cố trả giá cao bất thường rồi không tham gia trả giá ở vòng cuối cùng. Nhưng theo quy chế, trường hợp như vậy không bị coi là vi phạm nên vẫn nhận lại được tiền cọc. Điều đó có nghĩa các đối tượng này không hề bị thiệt hại gì. Tuy nhiên, đại diện huyện Sóc Sơn khẳng định sẽ phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm minh các trường hợp cố tình gây nhiễu loạn. Ủy ban huyện Sóc Sơn đã có văn bản gửi công an huyện Sóc Sơn và cũng đề nghị công an thành phố là sớm có biện pháp xem xét xử lý đối với những khách hàng mà cố tình có hành vi thổi giá rồi gây nhiễu thị trường mà sau đó thì rút lại không trả giá ở vòng đấu cuối cùng, làm ảnh hưởng đến thị trường bất động sản nói chung và cả phiên đấu giá, là mất công mất sức của chính quyền và của hàng trăm người tham gia đấu giá. Tôi cho rằng hành vi mà nâng giá lên 30 tỷ đồng một mét vuông và sau đó bỏ không tham gia đấu giá là hành vi rất nghiêm trọng và phá hoại cái việc tổ chức bán đấu giá của nhà nước. Thì hành vi này theo quy định của luật, của Nghị định 82/2020 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đấu giá thì có thể bị xử phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Và trong trường hợp mà cơ quan nhà nước cho rằng hành vi này là hành vi vi phạm nghiêm trọng thì có thể bị xử về hình sự theo cái điều 218 của Bộ luật hình sự 2015 và có thể bị xử phạt tù từ 1 năm đến 5 năm và có thể bị phạt đến 200 triệu đồng hoặc đến 1 tỷ đồng trong trường hợp này. Theo quan sát từ các nhà đầu tư có kinh nghiệm, nguyên nhân dẫn tới hành vi phá cuộc đấu giá của những đối tượng tham gia đấu giá tại Sóc Sơn, Thanh Oai vừa qua có thể xuất phát từ việc họ không thành công trong việc đưa giá đấu về mức mong muốn. Ngoài ra, hành vi được lặp lại tương tự tại cả hai phiên đấu giá gần cùng thời điểm cũng làm dấy lên lo ngại có một kịch bản sẵn giữa các nhóm đối tượng này với nhau. Trao đổi với cả chúng tôi, đại diện các huyện Thanh Oai, Sóc Sơn cho biết địa phương đang khẩn trương nghiên cứu, đề xuất các phương án nhằm ngăn chặn tình trạng tiêu cực để báo cáo thành phố Hà Nội xem xét điều chỉnh. Ví dụ như nâng giá khởi điểm để tăng mức tiền phải đặt cọc hoặc xây dựng quy chế đấu giá chặt chẽ hơn, giới hạn số vòng đấu giá tối đa. Và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin liên quan trong các chương trình tiếp theo.